cái gì bây giờ mình cứ sắp cho bà đi sắp ơi. Bà gọi con ba rồi thằng nào bán cái lộ một ba rồi à. À sắp cho. Cảm ơn bà chị bốn rồi đi. Dạ. Ra đây một khoai ba rồi đền. Dạ 156 155 được chú. Dạ chắc luôn ha. Lấy miếng miếng bự đó mở. Dạ dạ dạ. Mở bách rồi. Dạ cắt miếng thử đi mở bách lại lấy. Dạ dạ. Cứ ăn thử miếng cắt thử miếng là vừa ý mình lấy. Cứ yên tâm để chặt chặt cho chú. Chặt thử, chặt thử rồi ăn thử, ok rồi hả đấy. Về tới nhà cho yên tâm rồi luôn. Đúng rồi. À, miếng nó cảm ơn phía nào. Trời nhẹ hiều, nó không dính. Quá ngon luôn, xuất sắc. Đó, ba nội là có mặn mỡ. Thêm miếng nữa mới đủ. Đây bây giờ thì đầy tủ hơn rồi quý vị. Chị đang xếp thịt lên nè. Quý vị thân mến, hiện tại Futa đang bán sản phẩm khô bò nhà làm mềm, thơm cay, ngon dai, hấp dẫn. Nếu quý vị có nhu cầu thưởng thức hoặc mua tặng người thân và bạn bè, quý vị có thể liên hệ với Futa qua số điện thoại 0704 590204 hoặc 0387 653 663. Futa rất là vui nếu được quý vị ủng hộ. Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Hôm nay là ngày 16 tháng Chạp quý vị. Ngày 16 cuối cùng của năm 2022. Thông thường thì ngày mùng 2 với là ngày 16 quý vị ha. Thì mọi người thường hay đi mua heo quay, vịt quay để cúng. Hôm nay chúng ta có đi ngang qua chiếc xe heo quay của chị Thúy Mập nè. Thấy khách đang mùa đông quá trời luôn. Và có một điều đặc biệt quý vị. Hình như hôm nay chị làm một cái tù mới, to hơn, đẹp hơn. Đây quý vị xem trước tù này. Đó, quý vị thấy cái tù không? Ba Rọi nhà làm bao ăn, heo quay Thúy Mập. Ở địa chỉ là 33G đường Tân Hòa Đông, phường 13 quận 6. Có số điện thoại là 0902 469 575. Hình như anh cái tấm này nó bị lệch qua bên đây chút xíu rồi quý vị. Số 5 nó nằm bên đây rồi. Mặc dù chiếc xe to hơn, bự hơn nhưng mà giá thì vẫn 290 một ký quý vị ơi. Nè, đây 290 một ký nè. Đó. Khách mua đông quá trời đông luôn. Xe mới tanh luôn quý vị ơi. Như hai chị đang bán không kịp khách quý vị ạ. Đông quá không kịp khách. Dạ hết luôn. Mà nó tới cái bìa này hết con rồi chú. Hết con, hết con. Sáng giờ bán hết thịt chưa vậy? Rồi, nửa ký đây chị. Sắc nửa ký chứ đi, làm nguyên miếng rồi đem về. Ơi, sắc cho chị đi, chị đợi từ nãy giờ đó.
miếng bún lạng, bốn miếng. 5 miếng. 5 miếng hả? À, 2 cái. Cái 7 mấy à. Nói chú dừa chút xíu được không? Dừa chút xíu được, giấu dừa chút xíu được không? Bốn lạng 5 miếng, người ta là 2 ký mà này chưa được 2 ký. Thì bốn lạng gì vậy? Giặt thân miếng chưa chút được không? Ta đang nói chuyện với chú để gì đây để tôi bán. Ừ thì hỏi khách rồi dư chút xíu mình gặt không ấy, mình canh mình gặt ít lại thì nó mỏng nó không ngon. Nó nhìn nó. Dạ này 2 ký dư có sắt cho chị miếng đó. Dư 130 g. Dạ miếng này dư, miếng này bự dư nè. Dạ. Dạ để ghi nha chú ha. Dạ chú 617 đấy, con lấy 610 chú. Dạ, con bớt 7.000. Chị thích cho em lấy cái hộp với chị. Dạ dạ có con làm cho. Con làm cho. Gì nha. Hello. Trời nãy giờ. Xin chào. Ba lạng lấy chú. Ba lạng. Dạ.
Đến mà thấy chị bừng quá mà chưa chào được cái gì miếng luôn. Dạ nguyên miếng ba lạng khỏi chắc lần hai. Dạ dạ khỏi chắc ba lạng. Mới thấy xe mới là phát tài rồi chị ha. Dạ cảm ơn em. 8, 19 cho con 85 ngày ha. Dạ, 3 lạng mốt. Đang gọi đem theo quay ra quý vị ạ. Đang 7 giờ. Bán một xe rồi, hết rồi. Bán một xe luôn rồi. Anh đem theo quay ra thêm quý vị ạ. Khách chờ nãy giờ đông quá trời đông luôn. Kế bên đây phụ ta thấy có cô bán hình như là gà quay, vịt quay quý vị ạ. Thấy kia hàu bánh bao nhìn thèm. Lên heo, lên heo. Heo mới ra lò luôn á. Ra nóng hổi. Bình thường thì ở đây chỉ có bán xôi nữa chứ quý vị. Nhưng mà hôm nay tại vì khách đông á, chị làm mà không kịp nên chị không bán. Đây quý vị nào mà muốn ăn xôi á thì ngoài trừ ngày mùng 2 là ngày 16 thì chị sẽ có bán. Đây bây giờ thì đầy tủ hơn rồi quý vị. Chị đang xếp thịt lên nè. Cái tủ to rộng rãi hơn quý vị hả? Rồi bây giờ bán cho khách rồi. Mới xếp lên chưa nóng tủ quý vị thì đã lấy xuống chặt cho khách rồi. 110.000, 3 lạng 8. 4 lạng luôn hả? Miếng nó bạo luôn vậy. Lên miếng khác. Nè. Trời cắt ra đi. Nó không tưởng nó trời trời cái gì lỗi gì cái lừa. Cứ tin tưởng đi mà. Tin tưởng cái mặt đi. Tin tưởng cái mặt đi. Bao nhiêu kìa chị ơi? 110.000. Dạ, ít mà, dạ, dạ.
mỡ ít thôi. Dạ, cắt miếng thử đi, mỡ ít hãy lấy. Dạ dạ, cứ ăn thử miếng, cắt thử miếng này vừa ý mình lấy. Cứ yên tâm, để chặt chặt cho chú sao. Dạ. Chú là tên gì đây? Miếng 300 nha. Dạ dạ khoan, để đưa đợi cái mỡ ít á, coi coi miếng này mỡ không? Ít mỡ thôi. Rồi miếng này ok luôn nè. Đâu chị chặt ra thử. Dạ chặt thử rồi ăn thử ok rồi hả đấy. Về tới nhà cho yên tâm rồi luôn. Miếng nó cỡ mấy cái nè. Trời ơi nhẹ hiều, nó không dính. Quá ngon luôn. Xuất sắc. Đó. Ba nội mà có lần mỡ. Thêm miếng nữa mới đủ. Cũng chỉ là nay là coi như là gần xem mẹ giờ. Thêm miếng giống gì nữa. Dạ Phan chặt ăn thử cái đi. Không ăn được. Ăn đi. Ăn đòn 22 chục. Ăn đi. Thêm miếng giống gì nữa, ít mỡ thôi. Thôi qua anh ổn miền. Sao ở đây miếng giống gì nữa, ít mỡ. Thấy mời ế quá mày ăn nha. Chỗ không ai á, tí ơi. Dạ, chú. Trời ơi, chú Hoàng ơi, đợi con. Cứ vô đây thôi, con xếp cho nha. Xếp mà lát rồi, đồ chị xếp thì sao. Ủa, đã 4 chỉ rồi. Xuất sắc luôn nè. Rồi, chị xếp chú đây. Rồi, cho mai mang theo. 900 năm, 11.000. 3 ký 2 hả? Dạ, 3 ký 2, 3 ký 2, 8 hôm. Rồi, bỏ 2 hộp mang đi. Dạ. Không, 950 phải không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi để hai hộp đi. Để hai hộp đi. Nước sốt vô leo rồi vô. Khách mua 2 tặng, cho bá lựa luôn. Có không chị cây bánh mì ra không kìa hả? Có tặng đầy đủ, cứ yên tâm. Dạ dạ, từ từ. Mối à. Dạ mối nữa ra, dạ. Sao ngày nào ngày cuốn cũng có ông bạn quay hết người ta. Trăm gram ơi. Ít mỡ thôi, có mỡ mỡ. Có mỡ mỡ, mỏng mỏng thôi. Mỡ mỡ luôn. Mỡ. Nạt, miếng này là ngon nè, cậu mấy miếng mỡ rồi. Thôi, để cắt miếng này cũng được. 300 gram mới cắt được, nhiều cũng cắt hết được á. Chứ sợ anh kia miếng bự mà người cắt hết á. Dạ. Dạ, 75 ngàn. Có chặt này để Quyên. Dạ, có liền chú ơi. Có liền chú ơi. Cô hỏi còn không biết là hộp nó nằm ở đâu. Đấy em 60 đợi gì cái chặt cho chú Hoàng cái chặt chân á. Nè, bỏ bao đi con, bỏ bao cho ông đi con. Bao nhỏ. Thôi 5 ngàn. Dạ, để em, để con gái con hỏi. Nhiêu nãy rồi có em nhiêu nó nhiêu. Sao 5 ngàn đi. Dạ, chặt rồi luôn. Hết 5 ngàn, thấy 5 ngàn. Qua, bây giờ qua bên bà Út quá, qua bên bà Út quá. Rồi, chặt cho chú Vàng luôn. Xong bà 75. Đi gần, đi nhảy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị thấy chị mới treo thịt lên khoảng 5-10 phút quý vị là hết đại rồi. Nhanh quá. Năm mới làm tủ mới mà giá không thay đổi đúng không chị? Không. Dạ, vẫn 290. Không có gì, ổ rồi. Bỏ mấy ổ rồi bỏ. Dạ. Ông bỏ. Ông bỏ, ông giận đi luôn đó con. Không dám giận đâu. Không có, giận nó mai mốt nó giận lại nó không lấy được. Vậy ra. Heo ra. Đây là quay chừng nào đem ra chừng đó quý vị ạ. Đúng rồi. Đem ra thêm. Mấy học tiếng vậy không? Quay nó chạy về theo mà nó tua. Đóng nổi. Dạ, thơm. Da thì nó rụt lên nhỉ. Chị đổi xe này lâu chưa hả chị? Chị mới để đổi bữa nay. Bữa nay luôn hả? Khai trương xe mới luôn. Tủ này nó rộng rãi, nó thoáng hơn gì hả? Đúng rồi. Dễ thao tác hơn. Cuối cùng của năm rồi chị hả? Ờ đúng rồi. Tết này chị có nghỉ không? Không, Tết chị bán rồi, chị nghỉ có mùng 1 Tết thôi. À mùng 1 hả? Dạ mùng 1 là chị nghỉ thôi, còn lại chị bán. Đúng rồi. Cuối rồi là chương trình khác. Đó hả? Cuối là chương trình khác. Nó sốt ra, nó bày hết sốt rồi. Cái tủ này mà treo lên đầy chắc nhìn đà lắm quý vị ạ. Em chỉ muốn treo dữ lắm mà ra từ bán hết ra từ sáng giờ sáng nó treo đầy xe. Cứ ra là hết. Sáng là khách tới sớm rồi, khách mua sớm á. Dạ. Tại đây gần chợ quý vị. Khách đi chợ sớm nên chắc là ghé mua luôn á. Quay bịch quay nhìn ngon ghê chưa? Gà này bán sao chị? 160 con anh. Con gà đó hả? Không có bịch hả? Không, gà không ạ. Quyền đó mà. Gà quên không? Chắc không? Một con nè. Không, dạ, hai con. Con này Nguyễn Chi Phương, anh giao Nguyễn Chi Phương nè. Đây con đó anh giao cho Nguyễn Trọng. Bánh bò chiên. Đây là gà quay mật ong quý vị ạ, Mai Phương nha. Kế bên tiệm heo quay của chị Thúy Mộc nè. Giao hàng từng nơi luôn. Dạ em cảm ơn chị nha. Rồi quý vị ạ, chắc chúng ta tạm dừng ở đây nha. Quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé và trải nghiệm heo quay của chị Thúy Mộc, 291 kg, bao ăn đó. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Nửa ký 545 ngàn rồi. Có chặt không?
Quý vị thân mến, hiện tại Phu Tha Lan bán sản phẩm khô bò nhà làm mềm, thơm cay, ngon dai, hấp dẫn. Nếu quý vị có nhu cầu thưởng thức hoặc mua tặng người thân và bạn bè, quý vị có thể liên hệ với Phu Tha qua số điện thoại 0704 590204 hoặc 0387 653 663. Phu Tha rất là vui nếu được quý vị ủng hộ.